Ô, con em cháu mấy này nó đi đâu nhỉ? Chả thấy nó đâu. Phải gọi cho nó mới được. Chú Thương ông xe à? Em cháu, mấy hôm nay không thấy mày qua, mày đang làm gì đây? Cháu đang nằm xem tivi một mình như này, buồn ơi là buồn ý. Ồ, thế bố em cháu đâu? Bố cháu đi du lịch rồi chú ạ. Thế còn mẹ em cháu đâu? Thì mẹ cháu cũng đi cùng bố cháu rồi còn đâu. Ồ, thế em cháu đang ở nhà một mình à? Vâng. Thì cháu đang ở một mình, buồn ơi là buồn. Tủi thân ơi là tủi thân chú ạ. Thế chú qua nhà em cháu chơi được không? Vâng. Chú qua đi, nhà cháu bây giờ cũng đang không có ai ở nhà đâu chú ạ. Chú qua ngay đi. Ok em cháu luôn. A few moments later. A few minutes later. Mày đâu nhỉ? Gọi điện cho nó mới được. Alo. Em cháu, chú đã đến cửa nhà rồi này. Ra mở cửa cho chú đi. Cháu đã bảo là nhà cháu không có ai ở nhà rồi còn gì. Cháu đang đi du lịch với bố mẹ. Sao bảo? Bố mẹ cháu ra ngoài tắm biển rồi. Bỏ cháu ở nhà một mình, buồn ơi là buồn đây này. Chú tới đây với cháu đi. Thế mà cứ tưởng là... Thế tưởng cái gì hả chú?